nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024, tối ngày 26 tháng 7, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện Vĩnh Tường tổ chức lễ thắp nến tri ân tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ thị trấn Vĩnh Tường. Tới dự buổi lễ có đồng chí Đàm Hữu Khanh, Phó Bí thư thường trực huyện ủy phụ trách Đảng bộ huyện Vĩnh Tường, đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện, lãnh đạo, cán bộ, công chức viên chức, người lao động các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, chiến sĩ lực lượng vũ trang của huyện, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và đại diện nhân dân, thân nhân các gia đình liệt sĩ của thị trấn Vĩnh Tường. Diễn văn do đồng chí Văn Đăng Hạ, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện tại lễ thắp nến tri ân nhấn mạnh, Vĩnh Tường là mảnh đất văn hiến giàu truyền thống yêu nước và cách mạng. Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, hàng vạn người con ưu tú của quê hương Vĩnh Tường đã hăng hái lên đường chiến đấu và phục vụ chiến đấu ở khắp các chiến trường. Hòa vào dòng người sẵn sàng ra trận với tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quốc sinh, đã có 3.644 người con ưu tú của quê hương Vĩnh Tường, trong đó có 86 người con ưu tú của thị trấn Vĩnh Tường đã mãi mãi ra đi, các anh đã cống hiến hết tuổi thanh xuân của mình, đã góp máu xương để tạc dáng non sông và vẽ lên hình hài đất nước, hiến chọn cuộc sống của mình vì trường vinh của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Những chiến công và tên tuổi của các anh hùng liệt sĩ đã trở thành bất tử, tạo nên bản hùng ca mãi khắc ghi vào lịch sử, khắc sâu vào tâm khảm của bao thế hệ người dân. Trong không khí thành kính và trang nghiêm, lãnh đạo huyện Vĩnh Tường, các vị đại biểu, các bạn đoàn viên thanh niên cùng người dân, thân nhân anh hùng liệt sĩ đã dành một phút mặc niệm để tri ân và dâng lên những vòng hoa, thắp những ngọn nến lung linh tại các phần mộ để tưởng nhớ công ơn của các liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, đồng thời thể hiện quyết tâm thi đua học tập, lao động sáng tạo, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, mãi mãi xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ là một trong các hoạt động thường niên, nhân văn của tuổi trẻ huyện Vĩnh Tường vào mỗi dịp 27 tháng 7, nhằm thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, là dịp để các bạn đoàn viên thanh niên tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập tự do cho Tổ quốc ngày hôm nay. Qua đó góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc.